Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Mộc tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên người năm 2024. Theo báo cáo tại cuộc họp, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024, huyện Xuân Mộc ghi nhận 21 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2023, không có trường hợp tử vong. Bệnh sốt xuất số huyết ghi nhận 39 ca mắc, tăng 14 ca so với cùng kỳ và không có trường hợp tử vong. Các bệnh truyền nhiễm khác như COVID-19, thủy đậu, uống ván, đậu mùa khỉ, bệnh truyền nhiễm nhóm A và nhóm B không ghi nhận ca mắc và rất ít ca bệnh. Để công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người, trên địa bàn huyện Sư Vọc trong năm nay đạt hiệu quả cao nhất, không để dịch lớn xảy ra và lan trọng, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh gây ra, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Suy Vọc yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch được phân công và các chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe. Lãnh đạo huyện cũng đề nghị mỗi cán bộ công chức viên chức tham gia tích cực, chủ động cương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh.